Việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần không chỉ là nỗi tiếc thương vô hạn cho người dân Việt Nam mà còn cả thế giới. Và ngày hôm nay, hàng loạt báo chí quốc tế và các hãng truyền thông nước ngoài đã đăng tải thông tin này. Hầu hết các báo đều nhấn mạnh vai trò của ông trong công cuộc phát triển của Việt Nam. Trong khi đó, Đại sứ quán các nước tại Việt Nam cũng gửi lời chia buồn khi biết tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần. Các báo chí lớn đều đồng loạt đăng tải thông tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần do căn bệnh hiểm nghèo. Nhiều báo cũng đăng lại tiểu sử của Chủ tịch nước. Trong khi đó, hãng thông tấn Pháp AFP điểm lại thời gian lãnh đạo của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, nhấn mạnh vai trò của ông trong việc đón tiếp các lãnh đạo nước ngoài đến Việt Nam và chủ trì các sự kiện ngoại giao lớn nhằm nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Hãng thông tấn Mỹ AP nhắc đến những lần xuất hiện trước công chúng cuối cùng của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, bao gồm một cuộc họp của Bộ Chính trị và buổi đón tiếp phái đoàn Trung Quốc hôm 19 tháng 9. Hãng tin Bloomberg cũng đăng tin buồn với dòng tít: Chủ tịch nước Việt Nam, người ủng hộ thắt chặt hơn quan hệ với Mỹ, đã qua đời. Còn báo France 24 của Pháp cho biết, Chủ tịch Trần Đại Quang là gương mặt của chính phủ Việt Nam trong những sự kiện lớn, quan trọng, đặc biệt là sự kiện APEC vào tháng 11 năm 2017 tại Đà Nẵng, khi Việt Nam tiếp đón cả Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin.